Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. 7.618 ca mắc COVID-19 trong mùng 4 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh giảm 871 người so với hôm qua. Giám đốc Sở Du lịch và cán bộ Cục Thuế tiếp xúc F0 khi đi chơi golf. Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội giãn cách triệt để. Cảnh sát Nhật Bản xác định nguyên nhân tử vong của nam sinh Việt. Hà Nội, nữ lao công bị cướp được công an tặng xe máy. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết trong 3.352 ca COVID-19 mới được ghi nhận tối mùng 4 tháng 8, Bình Dương chiếm 1.111 ca bệnh, vượt thành phố Hồ Chí Minh số trường hợp mắc mới. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 ngày mùng 4 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.352 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 3.351 ca ghi nhận trong nước, với 821 ca cộng đồng. Cụ thể, tại Bình Dương 1.111, thành phố Hồ Chí Minh 935, Long An 281, Đồng Nai 225, Khánh Hòa 150, Đồng Tháp 142, Cần Thơ 113, Bình Thuận 84, Sóc Trăng 49, Phú Yên 33, Ninh Thuận 29, Bến Tre 24, Hà Nội 24, Thừa Thiên Huế 19, Thanh Hóa 17, Quảng Ngãi 15, Đắk Lắk 15, Hà Tĩnh 14, Hậu Giang 10, Quảng Nam 10, Gia Lai 10, Nghệ An 6, Bình Phước 6, Quảng Bình 5, Hải Dương 4, Hưng Yên 3, Quảng Trị 3, Kon Tum 2, Sơn La 2, Lào Cai 2, Bắc Ninh 2, Đắk Nông 1, Yên Bái 1, Vĩnh Phúc 1, Nam Định 1, Hà Giang 1, Bạc Liêu 1. Như vậy, trong ngày 4 tháng 8, cả nước ghi nhận 7.623 ca nhiễm mới, giảm 754 ca so với ngày hôm qua, trong đó 5 ca nhập cảnh và 7.618 ca ghi nhận trong nước với 1.865 ca cộng đồng. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh là 3.300 ca, giảm gần 1/2 so với hôm qua. Bình Dương 2.143, Long An 427, Đồng Nai 389, Tây Ninh 194, Bình Thuận 161, Đồng Tháp 156, Cần Thơ 150, Khánh Hòa 150, Đà Nẵng 93, Phú Yên 61, Vĩnh Long 60, Sóc Trăng 41, Ninh Thuận 29, An Giang 24, Bến Tre 24, Hà Nội 24, Bình Định 23, Thừa Thiên Huế 19, Thanh Hóa 17, Quảng Ngãi 15, Đắk Lắk 15, Hà Tĩnh 14, Hậu Giang 10, Quảng Nam 10, Gia Lai 10, Nghệ An 6, Bình Phước 6, Bạc Liêu 5, Đắk Nông 5, Quảng Bình 5, Hải Dương 4, Hưng Yên 3, Quảng Trị 3, Kon Tum 2, Sơn La 2, Lào Cai 2, Bắc Ninh 2, Lâm Đồng 1, Lạng Sơn 1, Yên Bái 1, Vĩnh Phúc 1, Nam Định 1, Hà Giang 1. Tính đến chiều ngày 4 tháng 8, Việt Nam có 177.813 ca nhiễm, trong đó 2.329 ca nhập cảnh và 175.484 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 173.914 ca. Trong đó có 51.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay, 4 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Thái Bình, 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định. Về tình hình điều trị, trong ngày có thêm 3.501 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 54.332 ca. Giám đốc Sở Du lịch và cán bộ Cục Thuế tiếp xúc F0 khi đi chơi golf. Giám đốc Sở Du lịch, cán bộ công tác tại Cục Thuế tỉnh Bình Định cùng hai người khác được xác định tiếp xúc với F0 khi đi chơi golf tại thành phố Quy Nhơn. Chiều 4 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang xác nhận lãnh đạo tỉnh này đã nắm được thông tin ông Nguyễn Văn Giờ, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh và ông Nguyễn Công Tê, công tác tại Cục Thuế tỉnh trong lúc đi chơi golf đã tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2. F0 này là công nhân ở sân golf của FLC Quy Nhơn. Lãnh đạo tỉnh Bình Định đang xác minh về sự việc và sẽ xử lý vi phạm theo quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo của cơ quan chức năng thành phố Quy Nhơn, Bình Định,
từ 31 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8, ông Giờ và ông Tê cùng hai người khác làm việc tại các cơ sở tư nhân có đi chơi golf tại FLC Quy Nhơn. Tại đây, bốn người này có tiếp xúc gần với một công nhân ở sân golf. Hiện công nhân này mới được ghi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày mùng 3 tháng 8. Ngay sau khi phát hiện F0 trên, ngành y tế tỉnh Bình Định đã thực hiện điều tra thông tin dịch tễ liên quan, hướng dẫn các trường hợp F1 cách ly tại nơi ở, chờ biện pháp cách ly chính thức của cơ quan chức năng. Hiện cả 4 người đi chơi golf nói trên có sức khỏe bình thường, đang được cách ly nơi ở và đã được lấy mẫu test nhanh. Kết quả xét nghiệm ban đầu đều âm tính. Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội giãn cách triệt để. Việc thực hiện chỉ thị 16 ở Hà Nội phải thật nghiêm, triệt để giãn cách giữa người với người, gia đình với gia đình, đặc biệt trong các khu vực phong tỏa cách ly. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu chỉ đạo trên tại cuộc họp với Sở Chỉ huy Phòng chống COVID-19 Hà Nội sáng mùng 4 tháng 8. Ông yêu cầu Hà Nội không để ngoài chặt trong lòng. Khi triển khai các biện pháp truy vết, xét nghiệm, cách ly để khoanh vùng làm sạch các ổ dịch, Phó Thủ tướng lưu ý phải thực hiện khẩn trương, làm đến đâu chắc đến đó, xử lý dứt điểm nhằm mục tiêu thiết lập các vùng an toàn, vùng xanh vững chắc. Hà Nội cần khoanh gọn những ổ dịch lớn, từng bước đưa ra các vùng nguy cơ cao, rất cao về mức thấp hơn và dần an toàn trở lại. Từng khu, từng cụm chúng ta phát động người dân giữ vùng xanh, đây là một trong những chìa khóa để kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn thành phố, ông Đam nói. Về xét nghiệm, Phó Thủ tướng lưu ý đây là khâu quan trọng trong chống dịch. Hà Nội cần rà soát năng lực công tác tổ chức xét nghiệm. Thực tiễn cho thấy nhiều nơi cải tiến quy trình, không cần có thêm máy, công suất xét nghiệm vẫn tăng lên. Ông yêu cầu trong vòng 48 giờ nữa, thành phố phải liên thông kết quả xét nghiệm, huy động lực lượng y tế tư nhân cùng tham gia. Theo Phó Thủ tướng, Hà Nội phải xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, không dàn hàng ngang để tránh lãng phí, phát huy sáng tạo của các lực lượng bên dưới. Nơi có nguy cơ cao, thành phố quét bằng xét nghiệm nhanh 3 ngày một lần, hoặc dùng mẫu gộp lấy mẫu đại diện gia đình để tăng tốc mỗi ngày một lần. Thành phố triển khai ngay việc hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh để lực lượng y tế chi viện cho các khu phong tỏa, cách ly, điều trị tiếp nhận F0. Về điều trị và phân tầng điều trị, Hà Nội phải chuẩn bị nhanh, thiết lập hệ thống oxy tại các cơ sở tiếp nhận bệnh nhân có triệu chứng để giảm tối đa các số ca chuyển nặng. Đồng thời, thành phố lên phương án chuẩn bị bệnh viện đa khoa, có khoa hồi sức cấp cứu, chuyên điều trị ca nhiễm COVID-19. Về phân phối lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời gian giãn cách, Phó Thủ tướng phân tích trong thời gian ngắn phải làm rất nghiêm. Tuy nhiên, khi kéo dài thì thành phố cần điều chỉnh, mở rộng khái niệm hàng hóa thiết yếu trên cơ sở tổ chức lực lượng, vận chuyển hàng, giao hàng đến từng hộ gia đình mà vẫn an toàn. Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 nhưng vẫn trong tâm thế bình tĩnh và chủ động. Vì vậy, những gì cần thiết thì phải làm ngay, chuẩn bị ngay. Phó Thủ tướng nói và nêu mục tiêu Hà Nội phấn đấu không để tình hình dịch bệnh diễn biến như ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, đồng thời phải chuẩn bị cho tình huống xấu hơn để không bị động, bất ngờ, lúng túng. Tại cuộc họp, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong đợt dịch thứ tư từ tháng 4 2021, thành phố ghi nhận 1.429 ca nhiễm COVID-19, trong đó 864 ca cộng đồng, 565 ca đã được cách ly từ trước. Tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên, nguy cơ đang ở mức rất cao và khó lường vì đã xuất hiện nhiều chùm ca bệnh phức tạp với số lượng ca mắc mới. Nhiều ca bệnh chưa xác định được nguồn lây. Các ổ dịch tại phố Bùi Thị Xuân, trại găng, công ty cung ứng thực phẩm Thanh Nga đã được kiểm soát. Thành phố chủ động rà soát các trường hợp ho, sốt ngoài cộng đồng, đã phát hiện nhiều ca dương tính. Vì vậy, Sở Y tế Hà Nội nhận định còn có thể có ca nhiễm ngoài cộng đồng chưa được phát hiện. Đặc biệt, dịch có nguy cơ lây lan vào bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, chuỗi cung ứng. Hà Nội đã dùng khu nhà cao tầng thuộc khu đô thị Đền Lừ 3, quận Hoàng Mai, quy mô 1.000 giường để điều trị ca nhiễm COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Thành phố cũng đang chuẩn bị phương án 20.000 giường bệnh. Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục quản lý chặt chẽ người dân ra khỏi nhà, tận dụng giãn cách xã hội để tách F0 ra khỏi cộng đồng, dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới, cố gắng không để lây lan ra cộng đồng. Cảnh sát Nhật Bản xác định nguyên nhân tử vong của nam sinh Việt. Cảnh sát Nhật Bản đã công bố thêm thông tin về nguyên nhân dẫn tới việc nam thanh niên người Việt tử vong tại Osaka vào tối mùng 2 tháng 8. Theo trang tin Sankei Nhật Bản, trong vụ việc nam thanh niên tử vong ở Osaka vào tối mùng 2 tháng 8, cảnh sát xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân là do đuối nước. Các cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy nạn nhân chết ngay sau khi thời điểm xảy ra vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có vết bầm tím ở đầu và cổ. Cảnh sát tin rằng nạn nhân đã bị hành hung và bất tỉnh. Cảnh sát cũng cho rằng nạn nhân đã bị đẩy xuống sông và chết đuối. Trước đó, một video được cho là do nhân chứng ghi lại tại hiện trường vụ án cho thấy
nam thanh niên đã bị đá liên tiếp vào đầu và cố gắng chống cự trước khi bị đẩy xuống sông. Ngày 3 tháng 8, cảnh sát tỉnh Osaka đã có văn bản thông báo chính thức xác nhận về danh tính của nạn nhân. Nạn nhân được xác định là TTA, sinh ngày 15 tháng 9, 1999, quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu số C6798205. Nạn nhân bị sát hại lúc 20:20 ngày 2 tháng 8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu. Nạn nhân bị đánh đập và đạp xuống sông. Đội cứu hộ đã đưa TTA đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nạn nhân mất vào lúc 21:21 ngày 2 tháng 8. Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam đã trao đổi với Bộ Ngoại giao. Cơ quan cảnh sát tỉnh Osaka đề nghị chỉ đạo điều tra sớm truy bắt được hung thủ để đưa ra xét xử trước pháp luật. Tổng lãnh sự quán Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Nhật Bản và các hội người Việt tại Kansai để thu thập thêm thông tin và triển khai công tác bảo hộ công dân kịp thời. Trước đó, Tổng lãnh sự quán Việt Nam đã liên hệ với bạn cùng phòng của TTA. Người này xác nhận cảnh sát đã đến phòng ở thu đồ đạc của TTA để phục vụ điều tra. Tổng lãnh sự quán Việt Nam cũng đã liên hệ với người thân của TTA tại Việt Nam để thông báo về vụ việc, động viên gia đình bình tâm chờ thông tin điều tra chính thức của cảnh sát Nhật Bản và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản trong quá trình điều tra, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Nhật Bản để làm sáng tỏ vụ việc và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân và sẵn sàng hỗ trợ gia đình nạn nhân xử lý các vấn đề hậu sự. Hà Nội, nữ lao công bị cướp được công an tặng xe máy. Cán bộ chiến sĩ công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã quyên góp mua tặng nữ lao công trong vụ cướp lúc rạng sáng một chiếc xe máy để chị tiếp tục công việc. Liên quan đến vụ cướp tài sản của nữ công nhân môi trường trên địa bàn phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, sáng 4 tháng 8 tại trụ sở công an quận Nam Từ Liêm, công an quận đã trao tặng chị Lê Thị Tê, nạn nhân trong vụ việc, một chiếc xe máy. Chiếc xe này được mua từ tiền quyên góp của các cán bộ chiến sĩ công an quận. Xúc động khi nhận được chiếc xe mới, chị Tê chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ, không biết nói gì ngoài lời cảm ơn với các chiến sĩ đã quyên góp ủng hộ tôi để có chiếc xe tiếp tục công việc." Nhớ lại vụ việc, nữ lao công cho biết, rạng sáng 3 tháng 8 trên đường kéo xe rác về điểm tập kết, chị vẫn thường dùng xe máy để kéo vì xe rác rất nặng. Đến đoạn dốc, chị gặp 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy vọt qua rất nhanh. Tôi cũng nghĩ họ chỉ là người đi đường thôi. Khi tôi dừng xe máy để chuẩn bị kéo xe rác thì 4 thanh niên ập đến. Một xe chạm trước tôi, xe thứ hai có một nam thanh niên dùng vật nhọn dí vào ngực tôi đe dọa, chị Tê kể và cho biết. Đoạn đường này rất vắng, thời điểm đó cũng chỉ có mình chị. Bà Lại Thị Minh Lý, tổ trưởng tổ môi trường Đại Mỗ, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Môi trường Đô thị Hà Nội cho biết, sự việc nữ lao công Tê bị cướp xe trong lúc đi làm đã được báo cáo lên công ty và lực lượng chức năng. Lúc đó chị Tê đang kéo xe rác lên dốc thì bị cướp. Sau sự việc, chị Tê vẫn còn rất sợ và run. Bây giờ phải có chồng đi cùng thì chị Tê mới tiếp tục đi làm, bà Lý thông tin. Theo bà Lý, chị Tê có hoàn cảnh khó khăn, chiếc xe vừa mua trả góp xong thì bị cướp. Chị Tê quê ở Thanh Hóa, lên Hà Nội thuê trọ và làm việc. Hai vợ chồng chị Tê có một người con nhỏ, mỗi khi đi làm ca đêm, chị Tê thường phải về nhà xem con ngủ trưa rồi lại đi làm tiếp đến sáng, bà Lý nói. Trước đó, như đã đưa tin, rạng sáng ngày 3 tháng 8, nữ lao công Lê Thị Tê bị 4 nam thanh niên chặn đường đe dọa cướp xe máy, mặc cho chị khóc lóc van xin. Công an quận Nam Từ Liêm đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.